Các bạn tham khảo 10 câu, 10 nhử câu của tôi hôm nay nhé. Là gồm có chuối này, cắm gà này, cơm này, đây là bột bắp này, đã cho và bột sắn nữa, đã cho nước nóng để cho nó chín tái một phần rồi. Để bây giờ tôi trộn. Ngoài ra thì còn có ốc, ốc đập dập hoặc là nghiền, ốc vặn. Đấy, thì cái đó thì là mình sẽ trộn bên ngoài, rồi nhử bên ngoài. Còn nóng, bột bắp vẫn còn nóng mà. Hôm nay là cái bài để tôi. Ngoài ra tôi thêm cái nước xịt tinh này. Thấy có một bạn trên mạng chỉ là nước xịt tinh để trộn nói cùng nên là tôi cũng thử xem sao. Rất là ngon, rất là thơm. Hơn bánh mà hồi nhỏ mà mẹ làm ra nữa. ấm sữa tóc để mà nấu nước chuối này thì cũng phải câu vài bữa, bữa cho một ít thôi nữa này. Hôm nay là tôi nhử, chủ yếu là nhử để câu lục và để nuôi ổ, vừa nuôi ổ vừa làm để câu bom luôn. Nếu mà có thành quả thì sẽ khoe với các bạn trong một clip tiếp theo. Ui, nóng quá. Thôi nhá, chào mọi người nhá. Để tôi làm hai tay cho nó nhanh.